những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Ukraine và Ấn Độ đồng ý khôi phục thương mại về mức trước chiến tranh. Tướng đứng đầu quân đội Mỹ đánh giá khả năng quân đội Nga mở cuộc tấn công lớn vào Ukraine. Quân Nga hố nặng khi tấn công trúng nhiều mục tiêu giả do Ukraine bày ra. Ukraine nhắm mục tiêu tấn công các sân bay ở Crimea bằng tên lửa ATACMS. Giàn xuồng không người lái Ukraine tổ chức săn lùng trên sát hạm Ivan Kursk của Nga ở Biển Đen. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Ukraine và Ấn Độ đồng ý khôi phục thương mại về mức trước chiến tranh. Kính thưa quý vị, Reuters đưa tin vào ngày 29 tháng 3, Ngoại trưởng Ấn Độ và Ukraine tuyên bố họ đã đồng ý khôi phục thương mại và hợp tác ở mức độ tồn tại trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã có chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Ukraine tới Ấn Độ kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Cuộc gặp diễn ra trước thêm một hội nghị thượng đỉnh quốc tế có thể diễn ra nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình. Ông Kuleba viết trên trang cá nhân X của mình rằng, tại New Delhi, tôi đã có cuộc nói chuyện chân thành và toàn diện với Subramaniam Jaishankar về quan hệ song phương Ukraine-Ấn Độ, tình hình trong khu vực của chúng tôi và an ninh toàn cầu. Ông lưu ý rằng công thức hòa bình của Volodymyr Zelensky và các bước tiếp theo hướng tới việc thực hiện nó đã được đặc biệt chú ý. Nhà ngoại giao giải thích, tôi cũng đồng chủ trì cuộc họp đánh giá của Ủy ban Liên Chính phủ Ukraine-Ấn Độ và đồng ý khôi phục mức độ hợp tác giữa các nước chúng ta đã tồn tại trước cuộc chiến toàn diện do Nga phát động, cũng như xác định các dự án đầy hứa hẹn mới để đưa quan hệ của chúng ta lên tầm cao mới. Cấp độ tiếp theo. Đồng thời, Jaishankar lưu ý rằng mục tiêu chính của Ấn Độ là đưa thương mại trở lại mức trước đó. Ngày 20 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong đó, ông cảm ơn vì đã ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, viện trợ nhân đạo và sự tham gia tích cực của đại diện Ấn Độ trong các cuộc họp ở cấp cố vấn. Tướng đứng đầu quân đội Mỹ đánh giá khả năng quân đội Nga mở cuộc tấn công lớn vào Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mỹ Charles Brown, cho rằng những lo ngại về một cuộc tấn công mùa xuân quy mô lớn có thể xảy ra của quân chiếm đóng Nga ở Ukraine có thể bị phóng đại. Điều này đã được Defense One đưa tin. Ông Brown, trong một cuộc trò chuyện với ấn phẩm, một lần nữa kêu gọi nhanh chóng chấp nhận hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine từ Hoa Kỳ. Ông thừa nhận rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục của pháo binh Nga trong tương lai gần. Đồng thời, ông bày tỏ nghi ngờ về khả năng Liên bang Nga có thể tổ chức một cuộc tấn công lớn mới chống lại Ukraine. Vị tướng hàng đầu của Mỹ nói, tôi không biết liệu người Nga có thể thực hiện một cuộc tấn công lớn hay không. Ý tôi là, nếu bạn nhìn vào những gì đã xảy ra trong năm ngoái, người Nga thực sự đã tung ra rất nhiều năng lực và nhân sự, hệ thống vũ khí và phương tiện để có được những gì họ có. Trong bối cảnh đó, tướng Brown đã chỉ ra những tổn thất đáng kể mà quân xâm lược Nga phải gánh chịu trong những chiến dịch như vậy. Vị tướng Mỹ nói, và như tôi sẽ nói, nó gần giống như một chiếc máy xay thịt. Ông cũng nói với các phóng viên rằng nguy cơ Nga leo thang hành động xâm lược quân sự quy mô lớn chống lại Ukraine không cao như lúc ban đầu. Quân Nga hố nặng khi tấn công trúng nhiều mục tiêu giả do Ukraine bày ra. Theo tờ Telegraph, nhu cầu về vũ khí giả ở mặt trận đã tăng mạnh trong thời gian gần đây khi quân Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga và nguồn cung giảm. Các tình nguyện viên Ukraine đang chế tạo các mô hình bệ phóng tên lửa và pháo binh có kích thước thật từ vật liệu phế liệu để lừa Nga hao phí đạn dược vào các mục tiêu giả. Đúng vậy, chỉ có một trong các nhóm trong năm ngoái đã chế tạo hơn 200 mẫu bệ phóng tên lửa dẫn đường chống tăng Stuna và hai khẩu pháo D-20 được triển khai ở mặt trận. Phải mất 2 tháng để phát triển bệ phóng tên lửa mô phỏng đầu tiên và chi phí của nó vào khoảng 75-100 USD. Nhưng kể từ đó, quá trình sản xuất đã được đẩy nhanh lên vài ngày và giá đã giảm xuống còn 25 USD. Ngoài ra, đơn đặt hàng cũng đã được nhận để phát triển các mẫu phức tạp hơn, đặc biệt là mẫu tổ hợp tên lửa Patriot. Việc phát triển nó sẽ tốn khoảng 10.000 đô la. Người Ukraine cũng tạo ra các hệ thống Starlink giả mà người Nga cũng tấn công.
các thiết bị đầu cuối giả được đặt cạnh thiết bị thật để gây nhầm lẫn cho tình báo Nga. Đồng thời, các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine chỉ ra rằng vũ khí giả khó có thể là giải pháp cho vấn đề chậm trễ trong viện trợ của phương Tây. Ý tưởng chính của những mô hình này là tiêu diệt kẻ thù và nhìn thấy vị trí của nó. Chúng tôi cần vũ khí thực sự vì chúng tôi chỉ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến bằng vũ khí thực sự. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tướng Ivan Gabriel cho biết tỷ lệ chi phí đạn pháo hiện là 1:7 nghiêng về đối phương, nhưng tình hình sẽ được cải thiện trong những tháng tới nhờ sự giúp đỡ của đối tác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo rằng các lực lượng Ukraine có thể phải rút lui để bảo đảm tiền tuyến và bảo toàn đạn dược. Điều này sẽ xảy ra nếu Mỹ không cung cấp hỗ trợ quân sự cần thiết cho Ukraine. Ukraine nhắm mục tiêu tấn công các sân bay ở Crimea bằng tên lửa HHMS. Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý rằng tên lửa HHMS tầm xa sẽ giúp Ukraine tấn công các sân bay ở Crimea tạm thời bị chiếm đóng, nơi Nga phóng tên lửa dẫn đường chính xác. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo David Inachiat của Washington Post, ông Zelensky cho rằng Ukraine rất cần HHMS có thể tấn công các sân bay ở Crimea do Nga kiểm soát. Ukraine từ lâu đã cáo buộc Nga đã sử dụng Crimea để phóng tên lửa tấn công vào các mục tiêu ở Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh, khi Nga có tên lửa, còn chúng tôi thì không. Họ tấn công bằng tên lửa vào mọi thứ, khí đốt, năng lượng, trường học, nhà máy, tòa nhà dân sự. Khi Nga biết chúng tôi có thể tiêu diệt các máy bay phản lực của họ, họ sẽ không tấn công từ Crimea nữa. Điều này giống như với hạm đội trên biển. Chúng tôi đã đẩy họ ra khỏi lãnh hải của mình. Bây giờ chúng tôi sẽ đẩy họ ra khỏi các sân bay ở Crimea. Tổng thống Zelensky cũng kể lại rằng vào tháng 2 tại Munich, ông đã trình bày bản đồ các mục tiêu mà ASAP có thể tấn công. Ông cũng xác nhận với nhà báo Insiders rằng hiện tại không có tên lửa ATACMS ở Ukraine. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky trong cuộc phỏng vấn vào hôm 29 tháng 3 đã thừa nhận tình hình rất khó khăn ở tiền tuyến. Tuy nhiên, ông nói rằng các lực lượng Ukraine không chỉ ở thế phòng thủ mà còn đang tiến về nhiều hướng khác nhau hàng ngày. Ông Zelensky nói, gần đây, số lượng vị trí chúng tôi giành lại được nhiều hơn số vị trí đã mất. Đối phương đã không đạt được tiến bộ đáng kể về các hướng chiến lược, còn bất kỳ lợi ích lãnh thổ nào cũng chỉ có tầm quan trọng về mặt chiến thuật. Theo Tổng tư lệnh Ukraine, Nga đã tăng cường đáng kể hoạt động hàng không của mình, bao gồm cả việc sử dụng bom dẫn đường để hủy diệt các vị trí của Ukraine, cũng như bắn pháo hạng nặng và súng cối. Ông Zelensky nhấn mạnh, cho đến vài ngày trước, lợi thế của đối phương về số đạn bắn là khoảng 61. Người đứng đầu quân đội Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đã học cách chiến đấu không dựa trên số lượng đạn dược mà dựa trên kỹ năng sử dụng vũ khí họ có sẵn. Tuy nhiên, ông Zelensky thừa nhận, người Nga vẫn tiếp tục các hành động tấn công trên một mặt trận rộng lớn, cố gắng bằng mọi giá để tiếp cận biên giới của khu vực Donetsk và Luhansk, đồng thời đẩy lực lượng phòng vệ Ukraine đến tả ngạn sông Dnipro ở vùng Zaporizhia. Ông Zelensky nói rằng, người Nga hàng ngày phải chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị, và họ không bao giờ có thể cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu, kể cả trong các những vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát. Ông nói, sẽ không có yên bình cho họ trên đất của chúng tôi, không bao giờ, và người Nga phải nhận thức được điều này. Giàn xuồng không người lái Ukraine tổ chức săn lùng trinh sát hạm Ivan Kurs của Nga ở Biển Đen. Trinh sát hạm Ivan Kurs của hạm đội Biển Đen nhiều lần bị Ukraine tìm cách tập kích do tàu này có thể xác định vị trí radar đối phương. Tháng 5 năm 2023, Ukraine triển khai xuồng tự sát đuổi theo trinh sát hạm Ivan Kurs của Nga khi con tàu di chuyển ở vị trí cách eo biển Bosphorus khoảng 139 km về phía đông bắc. Tuy nhiên, thủy thủ trên tàu Ivan Kurs đã phát hiện xuồng tự sát và dùng súng 14,5mm bắn nổ chúng, giúp trinh sát hạm Ivan Kurs về cảng an toàn. Trong gần một năm qua, Ukraine đã nhiều lần tìm cách hạ trinh sát hạm Ivan Kurs bởi con tàu được trang bị nhiều máy thu tín hiệu radar cùng các hệ thống trinh sát điện tử khác, cho phép xác định nơi đặt trạm radar hoặc vị trí triển khai các khẩu đội tên lửa của đối phương, đặc biệt là những khu vực dọc theo bờ biển Đen.
Quân đội Ukraine đã từng dùng những trạm radar và khẩu đội tên lửa này để phát hiện chiến đấu cơ cũng như tàu chiến Nga hoạt động trên Biển Đen và bắn hạ chúng. Để ngăn chặn các vụ tập kích tiếp theo của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen, Nga đang tìm cách xác định vị trí lực lượng Ukraine bố trí ven bờ biển. Đây chính là nhiệm vụ của tàu Ivan Kursk, điều càng thúc đẩy Ukraine tìm cách đánh chìm nó. Hải quân Liên Xô từng triển khai trên sắc hạm cỡ nhỏ hoạt động bí mật dọc theo bờ biển của Mỹ và đồng minh nhằm phát hiện, chặn thu tín hiệu và phân loại radar quân sự cùng các hệ thống khác của đối phương. Ngày nay, Hải quân Nga sử dụng các trinh sát hạm cỡ lớn với thời gian hoạt động dài hơn và tầm hoạt động xa hơn cho nhiệm vụ này. Ivan Kursk là một trong hai trinh sát hạm thuộc lớp đề án 18280, chỉ còn lại là Yuri Ivanov thuộc biên chế hạm đội phương Bắc của Nga. Hải quân Nga biên chế tàu Yuri Ivanov vào tháng 7 năm 2015 và tàu Ivan Kursk tháng 6 năm 2018. Một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga năm 2014 cho biết trinh sát hạm Yuri Ivanov sẽ hoạt động dưới chỉ đạo của Tổng cục Tình báo Quân đội CRU, có nhiệm vụ giám sát các thành phần thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Alaska và quần đảo Hawaii. Nga giữ bí mật với thành phần cụ thể trên các tàu đề án 18280, chỉ công bố thông tin về các thiết bị không liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ của chúng như radar dẫn đường MR-2313 và hệ thống bắt cầu tín hiệu MOSIC 18280. Một nguồn tin cho biết thiết bị trên trinh sát hạm Ivan Kursk và Yuri Ivanov có khả năng theo dõi tín hiệu với cường độ và phạm vi khác nhau, cũng như xác định vị trí và loại nguồn phát của chúng. Quân đội Ukraine ngày 24 tháng 3 phóng loạt tên lửa nhằm vào nơi neo đậu của Ivan Kursk tại thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea, dường như gây ra một số hư hại cho con tàu. Tuy nhiên, tàu Ivan Kursk vẫn nổi, dù không rõ năng lực trinh sát của nó có bị ảnh hưởng hay không. Biên tập viên David Geiser của Fox nhận định, điều này cho thấy Ukraine chưa vô hiệu hóa hoàn toàn được trinh sát hạm này. Nhiều khả năng họ sẽ mở đợt tập kích tiếp theo. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.